Bom tấn trong phân khúc bán tải cỡ trung, Ford Ranger thế hệ mới 2022 vừa chính thức ra mắt toàn cầu ngày 24 tháng 11 và cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong tương lai rất gần. Là sản phẩm đúc kết và cải tiến sau hàng nghìn giờ tiếp xúc với khách hàng, Ranger thế hệ mới có hàng loạt thay đổi về thiết kế, động lực và tiện nghi. Những chi tiết thu hút đầu tiên là đèn và lưới tản nhiệt. Đèn chiếu sáng được tạo hình vuông vức, kết nối một cách ăn ý với thanh trang trí của lưới tản nhiệt. Đèn định vị hình chữ C càng tô lên cảm giác phần mặt tiền vuông và rộng hơn. Lưới tản nhiệt dạng 3D cũng là nét mới rất đặc sắc của Ranger thế hệ mới. Nửa dưới được tạo hình chữ H, góp phần tạo nên vẻ cứng rắn và táo bạo cho phần đầu xe. Chiều ngang của Ranger thế hệ mới 2022 được mở rộng thêm 50mm so với thế hệ cũ. Điều này cho phép các nhà thiết kế đưa vào phần hông xe những mảng ốp to bản, cơ bắp và khỏe khoắn hơn. Viền ốp của hốc bánh xe là trang bị tiêu chuẩn. Lỗ thông gió không chỉ mang tính trang trí mà còn mang thông điệp về phiên bản, đồng thời góp phần tản nhiệt cho khoang động cơ. Phần đuôi xe cũng có thiết kế hoàn toàn mới, với chữ Ranger tương tự như trên các dòng xe bán tải khác của Ford. Một trong những điểm mới là bậc bước lên xuống ở phần thân sau, giúp cho việc lên xuống thùng hàng dễ dàng hơn. Bên trong xe, người dùng sẽ cảm nhận thấy tiêu chuẩn chất lượng đồng nhất, thể hiện sự thành công do chính họ tạo nên và họ xứng đáng được hưởng. Phía trước vô lăng, đồng hồ kỹ thuật số thay thế đồng hồ cơ trước đây, trông sinh động và hiện đại hơn. Các đường viền trang trí chrome được thay bằng màu đen bóng, đủ để tạo nên sự tương phản, sang trọng nhưng không làm mất tập trung khi lái xe. Họa tiết của cửa gió điều hòa giống với lưới tản nhiệt, tạo cảm giác ăn nhập giữa nội và ngoại thất xe. Táp lô thiết kế hoàn toàn mới với những đường gân dài liền mạch qua cánh cửa. Trung tâm táp lô là màn hình cỡ lớn kích thước tới 12 inch, được thiết kế ăn nhập với cửa gió điều hòa và tổng thể không gian. Màn hình này không chỉ có chức năng giải trí, kiểm soát hệ thống điều khiển bằng giọng nói sinh, quan sát camera 360 độ mà còn tích hợp nhiều chức năng điều khiển khác của xe. Lẫy mở cửa được tích hợp ngay dưới tay nắm cửa bên trong, giúp cho việc đóng mở cửa dễ dàng chỉ bằng một tay. Ngoài ra, các vị trí chứa đồ được bố trí thuận tiện nhưng cũng rất gọn gàng và kín đáo. Về động lực, Ranger thế hệ mới 2022 sẽ có 3 loại động cơ dầu và một động cơ xăng. Một thông tin quan trọng là sẽ có phiên bản động cơ dầu 3.0 lít V6 tăng áp, làm thỏa mãn bất kỳ tín đồ bán tải nào đam mê off-road và khám phá. Hai loại động cơ dầu khác là 2.0 lít i4 tăng áp đơn và 2.0 lít i4 tăng áp kép. Cả hai đều đã được tinh chỉnh và thử nghiệm hơn 5,5 triệu km. Cuối cùng là bản động cơ xăng 2.3 lít i4 EcoBoost. Về hộp số, Ranger thế hệ mới 2022 tiếp tục sử dụng hộp số 10R80 nhưng đã được điều chỉnh với bộ biến mô thủy lực mới, tích hợp chức năng chuyển số thích ứng. Khoảng cách giữa các bước số ngắn hơn, hứa hẹn cho trải nghiệm lái mượt và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, Ranger 2022 còn có hộp số 6R80 và lựa chọn hộp số sàn MT88, hệ thống dẫn động 4x4 gài cầu điện tử. Các chế độ lái được kế thừa từ bản Raptor trước đây. Bên cạnh đó, Ford cũng bổ sung thêm chế độ dẫn động 4 bánh toàn thời gian có tên gọi là 4A. Hệ thống treo sau cũng được cải tiến, lắp dịch ra ngoài, hứa hẹn tăng độ êm ái và cân bằng thân xe. Có thể thấy, Ranger thế hệ mới không chỉ lôi cuốn hơn mà còn rộng rãi, tinh tế, thông minh và mạnh mẽ hơn. Đây không chỉ là chiếc xe được thiết kế để làm việc hiệu quả mà còn sẵn sàng cho các hoạt động vui chơi và gia đình. Dự kiến, thị trường Việt Nam cũng sẽ được lắp ráp và phân phối đầu năm 2022. Quý vị đánh giá sao về Ranger thế hệ mới này? Liệu mức giá tại Việt Nam sẽ là bao nhiêu cho từng phiên bản? Chúng ta cùng chia sẻ ý kiến bằng cách để lại bình luận bên dưới. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tipcar.